đã nung nấu một cái ý nghĩ là mình đã từng làm một cái phim ngắn Yêu Thôi Để Yêu Quá rồi, thì bây giờ mình có thể nào mình phát triển hơn không, hay là mình có làm một cái bước vượt bậc nào đó cho bản thân mình. Và bên cạnh đó thì mình cũng từng là một diễn viên, cho nên khi mà mình tập trung vào công việc ca hát cho nên dần mình bị quên đi về cái tài năng lẻ này. Thì được đạo diễn Sabo thúc đẩy thì tại sao anh không làm một cái bộ phim để anh PR cho những ca khúc của mình. Thì đó là một sáng kiến rất là hay, và Adam nghĩ là mình nên tiếp thu và để cho cái kịch bản này nó được bơm mớm và có nhiều chất liệu hơn nữa. Thì Adam phải góp nhặt rất là nhiều ý kiến của các anh chị trong nghề, làm như thế nào, ID như thế nào, kịch bản ra sao, và cái tính chất của bộ phim là nó là sitcom hay là web drama. Thì cuối cùng thì Adam với ekip của mình đã quyết định là sẽ làm một bộ phim web drama cổ trang xuyên không, để có nhiều ý tưởng, nhiều idea hơn, nhiều môi trường hơn để mình có thể vận dụng tất cả những khả năng và những cái mà chuyên môn của mình, như là biên đạo nè, đạo diễn sân khấu, cũng như là những cái ca khúc mà mình viết nên, tất cả sẽ được dung hòa trong bộ phim Tô An Ký. Bản thân Adam là một tín đồ về cổ trang rất là nặng, nhưng mà bởi vì chính mình đã từng làm một cái cổ trang rồi, và cũng có rất là nhiều nghệ sĩ làm về chủ đề cổ trang này rồi, cho nên Adam thấy là tại sao mình không có một cái bước nhảy hơn, là mình sẽ làm một cái bộ phim về xuyên không. Và chính vì xuyên không cho nên nó sẽ có cái môi trường hiện đại, và môi trường hiện đại nó mới thực sự là cái nơi mà để mình có thể khai thác được tài năng của mình. Cho nên cổ trang xuyên không sẽ là một chủ đề mà Adam sẽ quyết định sử dụng. Và Adam đã từng trải qua một cái thời niên thiếu của mình trong những cái môi trường, những cái hộp đêm để mình biểu diễn, là cái hình thức gọi là drag queen, là hình thức giả gái để biểu diễn tất cả những cái phần trình diễn rất là đặc sắc, từ ca hát đến nhảy múa. Nhưng mà khi mà trải qua, mình càng ngày mình càng trưởng thành, thì Adam nghĩ mình nên tỉnh táo, và mình nên biết được là mọi người, cái nhu cầu chung của tất cả khán giả nó là như thế nào, và làm như thế nào để chính mình, bản thân mình tạo được cơ hội để có thể đến được với quý khán giả dễ hơn. Theo Adam thì cũng như là Diva Thanh Lam đã từng dạy Adam là mình là chính là cái người tạo ra cái con đường dễ dàng nhất để đến với trái tim của khán giả. Cho nên Adam mong là với tất cả những điều đã trải qua trong 2 năm nay, những cái hình ảnh mà Adam bắt đầu xây dựng nó chỉnh chu hơn, nó có cái phần mà phổ thông hơn, thì mong là tất cả quý vị sẽ đón nhận một hình ảnh Adam trưởng thành này. Đây là một người thầy của em, không phải chỉ là dạy hát và dạy tư tưởng, dạy cho hình thành con người, dạy để em biết như thế nào là cái dòng máu dân tộc và cái chữ Việt Nam của mình nó mãnh liệt như thế nào. Thì đây là cái người mà đã cho em cảm hứng rất nhiều từ năm 2015 đến nay. Ngay cả trong những cái ca khúc của em cũng đều có mang âm hưởng về dân tộc khá nhiều. Thì theo em nghĩ rằng là nếu chúng ta đánh vào cái lớp trẻ thì cái lạ là cái chúng ta cần phải xem có những cái nền tảng ở trên cái lịch sử, nhưng mà những cái tư tưởng mới của các bạn trẻ, những cái góc nhìn mới, những cái cảm nhận mới, thì tôi nghĩ rằng tại sao các bạn lại không xem và tìm kiếm lại những cái ký ức trong những cái sáng tạo của các bạn nghệ sĩ trẻ.